thị V-Ship, Senja Shophouse Bắc Linh, nhà phố thương mại ven sông đầu tiên tại Từ Sơn, Bắc Linh. Thì cái đường này nó nằm ở trên thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Linh các bạn ạ. Đây là một cái khu đô thị mà nói là nó kết hợp nhiều cái yếu tố, trong đó có yếu tố là công nghiệp dịch vụ. Vâng các bạn, công nghiệp dịch vụ thì gần đây các thị trường bất động sản nó nổi lên là phát triển, cũng như là đặt hàng ở các cái khu công nghiệp do có dịch vụ về khu công nghiệp cũng như là công nhân, tạo thuận lợi cho cái việc đi lại mua bán. Mình sẽ quay tổng thể khu này, ngắm các cái nhà gọi là shop house, vừa phố vừa ở vừa kinh doanh. Senta Bắc Linh, nhà phố thương mại ven sông đầu tiên tại Bắc Linh, tại Từ Sơn, Bắc Linh các bạn nhé. Đây. Đây, có những cái căn nhà đang xây dựng. Đây, các cái nhà này, đây là những cái mặt mà không phải mặt đường chính ở bên kia, thì bên này là mặt đường nhánh, nó không nhiều người đi lại. Tuy nhiên thì cũng đang được xây dựng hoàn thiện, khá là đẹp. Nhà nào cũng giống nhà nào, có vỉa hè, có khuôn viên. Đây. Xây dựng đây, lan can kính, cầu thang, mặt tiền thì là là bằng là vách kính nhôm hệ, nhìn khá là chắc chắn các bạn. Đây. Senta SH118, những căn này quận cuối. Bên kia thì là cái khu đô thị rồi, là đường quốc lộ 1 rồi. Đây, đây ven sông chính là con sông này chăng. Đấy. Đô thị ven sông. Ở đây họ đang trồng hoa, khá là đẹp các bạn. Hoa bướm bướm, ui giời, nhìn đẹp quá nhỉ. Đấy. Nó là một tổ hợp các bạn nhé. Để mình quay tổng thể một chút cho các bạn xem là đây, khu đô thị, dịch công nghiệp và dịch vụ. Đấy, các cái nhà này là nó xây giống nhau. Rất gần, cái này nó gần công ty Microsoft, ngày xưa gọi Microsoft Nokia đấy. Đấy. Cái tòa nhà liền kề shop thương mại phố rất là hay các bạn nhá. Nó có thể là mặt đằng kia thì nó ra đường chính, mặt đường này thì nó lại ra một cái đường khác. Tuy nhiên những cái nhà này đều hai mặt tiền thì phải. Có cổng vào, có cổng ô. Hình như là hai mặt tiền chứ nhỉ. Ừ, những nhà này hình như là hai mặt tiền các bạn ạ. Không phải. Đây là một mặt thôi các bạn ạ. Hai mặt là ở dưới, là hai dãy là hai bên. Tuy nhiên nếu nhà nào mua thông thì sẽ hai mặt tiền, thông cả bên này và bên kia luôn. Đây là hai nhà các bạn. Hai nhà. Nó thuộc hai dãy. À đúng rồi. Tức là ở giữa nó sẽ có lối đi. Đây, như cái nhà này ở giữa có lối đi này. Không phải thông nhau, ở giữa có lối đi. Đấy. Có một lối đi đây. Đây, nó là giữa này nó có lối đi. Đấy, chứ không phải là không phải thông nhau. Tức là nhà nào cũng có không khí, cũng có ô thoáng. Đúng vậy, nhà nào cũng có không khí ô thoáng chứ không phải là nó hai mặt phố. Như vậy cũng có thể là nó hai mặt tiền được, bởi vì là một mặt có thể đi được, xe cứu hỏa có thể đi vào giữa để cứu hỏa mọi người. Đấy. Mình sẽ ngắm một loạt khu phố này. Bia vui đói à? Văn phòng cơm văn phòng bia Hà Nội. Khu đô thị. Đây. Mặt phố đằng kia là mặt chính. Đây mình sẽ lượn vòng quanh. Các bạn nhìn ở đây thì là khu này là gần như là có một cái khu vui chơi, gọi là cái công viên ấy. Đấy. Đường bé hơn thôi. Đấy, thì sẽ ra cái khu kiểu như là đây là biệt thự này. Bên này gần như có mấy cái nhà này biệt thự riêng. Kia là có một cái vườn hoa bướm bướm, còn đằng phố đằng kia mới là phố chính.
có những cái con sông, gần sông. Đấy, cái vườn hoa bướm bướm ở đây. Đây chính là vườn hoa bướm bướm đây. Santa Shop House Garden này. Các bạn nhìn rõ không? Đấy, vườn hoa bướm bướm. Các bạn có thể vào để chụp ảnh này, ngắm hoa, đi bộ ở trong này. Bây giờ mình sẽ đi ra phố chính nhá các bạn nhá. Đấy, đây là nơi đỗ xe này, có chữ park kìa. Đấy, nơi đỗ xe. Đây là toàn cảnh cái khu vực bãi đỗ xe cũng vườn hoa, có Santa House này, đây có chữ P là nơi đỗ xe này. Đấy, nhìn như các bạn chắc chắn là mua mặt bằng này sẽ đắt này, và nó có đỗ bãi đỗ xe, mấy bên này có biệt thự. Đấy, các bạn nhìn thấy những nhà nó xây rời như vậy. Chỗ bãi đất trống này còn rất nhiều nhà chưa xây. Đây mình sẽ đi ra phố chính ạ. Ở bên bên trái này nó có một con sông, mình nhìn như những cái mương này, bé bé thôi. Ở đây là mình sẽ đi ra phố chính này. Phố chính này hình như là có một quán cà phê khá nổi tiếng ở trên mạng, đó là quán X Lao. X Lao mà hát nhạc ở trên YouTube này. Thì là có một cái quán đấy, nó ở đâu đây, đoạn này này, khu công nghiệp dịch vụ Shop House Từ Sơn này này, đẹp nhất Từ Sơn này. Sống ở đây mà đi làm Hà Nội thì cũng khá là tiện, bởi vì nó gần, nó khá gần Hà Nội này. Từ Sơn mà, Từ Sơn thì nằm một trong thị xã có khả năng lên thành phố thuộc Quảng Bắc Ninh. Đây, đây là cái tổ hợp nhà rất là hoành tráng. Đây các bạn xem, nhà thương mại phố vở và kinh doanh cả một khu luôn. Đó, cây cối cảnh quan này cũng được làm khá là nhiều. Đây là hạ tầng kỹ thuật đồng bộ này. Đấy, Center House, khu đô thị mới đẳng cấp tinh tế, gồm rất nhiều block này. Santa City. Ở đây lắc đác có những cái nhà ở đây này. Họ xây khoảng 3 tầng vừa ở và kinh doanh. Có hành lang, có vỉa hè khá là rộng, đi bộ, có khuôn viên. Mình thấy nó cũng hợp lý, không biết bao tiền một mét vuông, không biết bao tiền một nhà. Còn đây là cái phố mặt chính rộng lớn đây này các bạn. Đây mình sẽ đi ra phố mặt chính rộng nhất ở đây khu này các bạn xem nhá. Đây, cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, dự án Santa Shop House. Đấy, bên này vỉa hè to, đường to, trồng cây rất là hoành tráng luôn này. Đây họ trồng những cây kiểu như dạng cây cọ này. To, đẹp, hoành tráng. Đấy, còn là có hai hàng cây cơ, một hàng cây cọ, một hàng cây kiểu như hoa giấy ấy. X Now Coffee đây rồi, đây này, phòng thu âm công ty cổ phần X Now. Đây, đây. Đấy cũng là một cái quán cà phê các bạn ạ, cà phê mang đi. Khu này nó khá là vắng, gần như chưa có nhiều người ở, hoặc là nó ngay đường cao tốc. Ít bạn để ý đến. Đặc biệt là những bạn là trốn vé qua đây thì sẽ biết. Trốn vé đi qua đường từ Hà Nội về Bắc Giang này. Ben Hall. Đấy, khu này. Đấy, cảnh quan rất là đẹp luôn này các bạn này. Nó là một số cái nhà ở dưới Bắc Linh, ở dưới Quảng Linh, nó cũng xây ở khu đường Nguyễn Công Nghiễng thì Trần Công Nghiễng gì đấy, ở chỗ
đường ven hồ ấy, đẹp không? Đây là một số các cái quán cà phê, The Vin Tea này, My Coffee Tea này, đấy. Trà chanh. Đường về hè to nhưng mà lượng người ở thì có vẻ như ít, rất ít, không có, bây giờ khoảng 2-3 giờ thôi. Vắng này, toàn thì cho thuê nhà đây. Chủ nhà. Đấy. Chỗ này có khu đi vào được này, hình như nó có một khu riêng đó. Khu này đi riêng vào được, thôi mình chắc mình không vào. Quay cho các bạn xem rồi. À, khu này là Ben Home, Ben Home, bên này khu Ben Home riêng. Hôm trước mình thấy mọi người uống trà đá cà phê thì đây đông lắm đấy này. Khu đâu đây này. Khuôn viên cánh xanh. Chắc bên này nó là hai khu khác nhau, một khu là Ben Home, một khu là của Santa này đấy. Đường đẹp quá nhỉ. Quán ở đây chủ yếu là các quán cà phê nhiều. Tropical trà chanh bụi phố. Đường này là ở kia có một cái nhà vệ sinh công cộng thì phải. Sân bóng đá này, Bách Thắng Tennis Center. Tổ hợp ở đây nó, mình cảm thấy nó khá là ok này. Có vui chơi này, có khu đô thị, có cây xanh bóng mát. Chỗ này đẹp đấy. Đáng để đầu tư các bạn ạ. Nó xây dựng khá bài bản. Có khu vui chơi, có gọi là có sông à. Có đường giáp danh đường quốc lộ và rất gần Hà Nội luôn. Phải nói là rất gần thủ đô. Các bạn ở đây có thể đi làm ở Hà Nội là bình thường, không vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả nếu mà các bạn ở đây đi làm bên Hà Nội. Kể cả bạn đi làm Cầu Giấy cũng ok. Hoặc trung tâm Hoàn Kiếm thì cũng đều là ok cả. Đây là khu công nghiệp V-Ship các bạn nha. Ship ấy, chỗ này có công ty Coca-Cola thì phải, là công ty Microsoft, mấy công ty, mấy Apple biết có đấy không, nhưng mà nó chỉ một đoạn này, đến chỗ này là hết rồi. Đoạn này thì vẫn đây có Vietcombank luôn này, có mỗi Vietcombank ở đây luôn. Đây, đường số 11 Nguyễn Hữu Nghị, đường Hữu Nghị. Quay cho các bạn hết chỗ này luôn nhá. Đến kia là ra khỏi trạm xuất vé rồi. Thực ra quy hoạch mình thấy quy hoạch ở những cái chỗ như này khá là đẹp, bởi vì ở gần khu công nghiệp này, cộng với kết hợp gần đường quốc lộ này, gần Hà Nội, thì thực ra chỗ này là nó là địa thế là mỹ mãn đấy, không chê được. Hà Nội Từ Sơn này đấy. Rẽ ra cái đường cao tốc luôn nhá. Rẽ một cái là ra đường cao tốc luôn. Đấy. Có thể đi Lạng Sơn, các bạn có thể đi Lạng Sơn, đi đi Lạng Sơn này, đi Bắc Giang rồi đi có là ngược lại, tùy theo cái đường các bạn đi. Nhiều kết nối các cái khu công nghiệp Bắc Linh, Bắc Giang. Đấy, ra đây là đến quốc lộ 1A rồi. Văn phòng khu công nghiệp V-Ship, V-Ship Head Office. Rồi, có nghe mình xin tạm dừng video ở đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video về khu đô thị công nghiệp V-Ship Từ Sơn Bắc Linh Center Shop House. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.